Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, nêu ra những sai phạm và đưa ra các phương pháp xử lý. Khi mà đọc đến cái bình luận tiêu cực thì rất là buồn. Hà đã khóc rất là nhiều, Hà đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ rằng là mình có nên tiếp tục cái con đường này hay không. Không ai ngăn cản được những lời nhận xét, nhưng nhận xét sao cho có văn hóa để không làm vui dập người nghệ sĩ. Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Học viện Quân sự ở Syria khi các sĩ quan đang tổ chức lễ tốt nghiệp. Do hỏi kinh nghiệm, dạy nhau cách bùng nợ của các tổ chức tín dụng một cách công khai hay thậm chí còn khoe thành tích quỵt nợ đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Không cần trả đâu, người ta bùng lần rồi. 50-60 triệu, 70 triệu còn không đến nhà cũng nhìn mấy triệu. Riêng app là nó bùng tầm mấy triệu. Riêng app không chứ còn chưa tính là hôm xe đi nữa là FE bùng 50-60 triệu nữa. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh không chủ trương thu quỹ lớp, quỹ trường và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu và thu chi không đúng với quy định. Đây là khẳng định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trước các phản ánh của phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp, quỹ trường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thu chi trong nhà trường đã được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết rất rõ ràng. Tuy nhiên, một số đơn vị tại cơ sở vẫn chưa làm đúng quy trình, dẫn đến lạm thu, thu chi sai với quy định. Sở yêu cầu nhà trường phải thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và chỉ sử dụng sau khi đã được thống nhất ý kiến. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động thu chi và sở sẽ xử lý nghiêm với các đơn vị thực hiện sai với quy định. Hiện sở này đã thành lập các đoàn đi kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở giáo dục được báo chí phản ánh. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng do xe khách của nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ vào rạng sáng ngày 30 tháng 9 trên quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai làm cho 9 người thương vong. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với nhà xe này. Ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng qua, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đã bị thanh tra sở lập biên bản xử lý 34 trường hợp vi phạm với số tiền là 35 triệu đồng. Ngoài ra thu hồi hơn 246 phù hiệu của công ty này từ việc xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình. Liên quan đến các ca mắc đậu mùa khỉ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, đơn vị điều tra dịch tễ chưa ghi nhận có sự liên quan giữa các ca đậu mùa khỉ nội địa. Hiện ngành y tế thành phố vẫn đang tiếp tục truy tìm nguồn lây. Vào đầu tuần này, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm một nam thanh niên 22 tuổi dương tính với đậu mùa khỉ. Đây là ca đậu mùa khỉ thứ 6 tại Việt Nam, ca thứ 5 ở thành phố Hồ Chí Minh và là ca nội địa thứ 4. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố xác định cả 4 bệnh nhân nội địa đều không đi nước ngoài hoặc là tiếp xúc với người nước ngoài trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Hiện ngành y tế thành phố đang truy nguồn lây nhiễm các ca đậu mùa khỉ nội địa, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn. Các cơ sở điều trị da liễu, phòng khám tư được cảnh báo lưu ý phát hiện sớm ca bệnh và điều trị tránh tử vong. Thưa quý vị, dạy nhau bùng nợ quỵt nợ là chiêu trò không mới, nhưng lại đang có xu hướng bùng nổ trong thời gian gần đây. Lợi dụng việc các cơ quan chức năng tăng cường trấn áp các tổ chức đòi nợ phi pháp, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để lập ra nhiều hội nhóm với mục đích đó là chia sẻ cách vay tiền của các ứng dụng, các công ty tài chính tiêu dùng hay thậm chí là cả ngân hàng, rồi trốn nợ, bùng nợ. Đây là một thực trạng đáng báo động. Nguy hiểm hơn là đã và đang có rất nhiều người tham gia các hội nhóm này để tìm hiểu, dò hỏi kinh nghiệm bùng nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tín dụng. 21.000 thành viên, 32.000 thành viên, thậm chí là 105.000 thành viên. Trên mạng xã hội Facebook, các hội bùng app vay tiền online, hội bùng tiền các công ty tài chính mọc ra như nấm với đông đảo các thành viên tham gia. Em vay 50 triệu chưa đóng tháng nào, nay không có khả năng trả, liệu có bùng được không ạ? Ít nhất phải 2-3 tháng rồi bùng bạn nhá. Bùng được hết, không bị kiện cáo gì đâu. Mình làm sale nhiều khách vay 70 triệu, trả đóng tháng nào hết mà vẫn có kiện cáo gì đâu. Người hỏi cách bùng nợ, quỵt nợ cũng nhiều, mà người bày cách chào mời sử dụng dịch vụ bùng nợ cũng lắm. Muốn bùng mà không bị làm phiền, không bị gọi người thân, không bị đăng hình Facebook, em chỉ cho vài chiêu. Hỗ trợ bùng app, với kinh nghiệm sau hơn 6 năm bùng app,
tôi sẽ giải đáp các thắc mắc cho những ai đang nợ app. Các tài khoản mạng xã hội mời chào trong các group này thường là ảo. Chỉ cần nhấp chuột nhắn tin là được các đối tượng chăm sóc chu đáo. Với lời hứa hẹn, chỉ cần hết 100.000 đồng là đã có thể xóa thông tin các cuộc gọi điện trong điện thoại. Không cần trả đâu, người ta bùng lần là 5-60 triệu, 70 triệu còn. Không đến nhà, thống thì mấy triệu. Riêng app là nó bùng trăm mấy triệu. Riêng app không, chứ còn chưa tính là hôm xe đít với là FE bùng 5-60 triệu nữa. Hết thầu luôn. Tuy nhiên, sau khi khoe khoang chiến tích bùng nợ của mình, đối tượng này lại khuyên người dùng, trước khi bùng nợ, hãy vay tiền tiếp các công ty tài chính hay thậm chí cả ngân hàng, rồi sau đó mới bùng một thể. Đối tượng hứa hẹn chỉ cần cung cấp căn cước công dân, ảnh chụp chân dung và số tài khoản ngân hàng, cùng 1,1 triệu đồng là dễ dàng mở một cuốn sổ tiết kiệm. Sau đó dùng chính cuốn sổ này để tín chấp vay được từ 15 đến 35 triệu đồng. Đối tượng sẽ can thiệp chỉnh sửa các thông tin trên căn cước công dân để ngân hàng không đòi được tiền. Đấy thì sao nó gọi cho mình? Nó gọi đúng không? Ví dụ mình không nghe thì nó sẽ lên xem số chứng minh là số mình đăng ký đấy. Nó sẽ gọi người thân. Số đấy mình dùng số ảo. Và đây là chi phí sau khi giúp người khác bùng nợ. Tùy tâm thì có thằng cho 100 ngàn, có thằng 500 đổi lại. Chi phí tùy tâm vài trăm nghìn. Thế nhưng đối tượng lại nhiệt tình thúc giục liên tục người dùng gửi giấy tờ và thông tin cá nhân để vay tiền. Thậm chí còn cam kết có chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm. Trong khi đến một cái ảnh đại diện Facebook cũng không có. Gọi điện tới một số điện thoại khác quảng cáo tư vấn bùng nợ, phóng viên lại được người này cảnh báo không nên gửi giấy tờ, thông tin cá nhân cho người trên mạng không quen biết để vay tiền. Chị gửi thông tin đi như đó nhá, nó đi vay những con app khác, chị là người chịu đòn. Mấy thằng ấy là lừa, không có đâu. Giải ngân vào tài khoản tên của chị đúng không? Tài khoản chính chủ của chị. Nhưng khổ lỗi nó tạo tài khoản ngân hàng, số điện thoại của nó, OTP tiếp của nó, nó chuyển đi đâu chuyển được. Vì chị mất tiền và chị mất quyền. Đúng nhỉ? Bằng lợi. Và những cái đối tượng này thì có thể thu thập thông tin của chúng ta và sau đó thì sẽ xây dựng lên các cái kịch bản lừa đảo, và thậm chí là sẽ dựng lên các cái tài khoản ảo để sử dụng các cái tài khoản này vào các cái hoạt động phi pháp như là lừa đảo chẳng hạn. Thì lúc đó thì trên hệ thống, các cái hệ thống thông tin mà các cái đối tượng này tham gia thì cái tên tuổi và cái hình ảnh, các cái nhận dạng của chúng ta sẽ được lưu lại trên đó, và vô tình chúng ta sẽ bị liên đới đến những cái vụ việc lừa đảo hoặc là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không loại trừ việc các đối tượng dạy cách bùng nợ lại chính là các đối tượng muốn gia tăng doanh số cho vay tại các app không chính thống, hay còn gọi là tín dụng đen. Người dùng tham gia vào đây cứ ngỡ mình là bầy sói, nhưng cuối cùng lại là những con cừu. Vừa nghe quảng cáo bùng nợ thì có vẻ là đơn giản đấy, chỉ mất vài trăm nghìn tiền phí thôi là đã có thể xóa thông tin nợ xấu này, xóa thông tin cá nhân hay là làm cả được căn cước công dân giả. Thế nhưng như quý vị thấy đấy ạ, nếu như không tỉnh táo thì người dùng rất có thể sa chân vào bẫy mà các đối tượng có mục đích lừa đảo giăng ra, rồi rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Vì nợ thì không bùng được, trong khi phí đã trả cho các đối tượng rồi, và bản thân mình thì còn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước cả pháp luật nữa. Tiếp tục với những tin tức tiếp theo, thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Theo đó, thì hàng loạt các hành vi vi phạm, nhưng mà trách nhiệm chính thuộc về TikTok Singapore. Báo cáo của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, những hành vi vi phạm nổi bật của TikTok bao gồm để lọt nhiều thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, chưa có biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em, vẫn cho phép trẻ em dưới 13 tuổi mở tài khoản dù là nền tảng mạng xã hội chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên, chưa áp dụng chính sách bảo vệ nội dung có bản quyền của người dùng, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin về hàng hóa của người bán trên sàn giao dịch thương mại. Văn phòng TikTok và công ty TikTok Việt Nam không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, mà TikTok Singapore mới là đơn vị chịu trách nhiệm. Hiện nay thì TikTok mở văn phòng đại diện và có công ty ở Việt Nam, nhưng mà không giao bất kỳ quyền gì cho hai đơn vị này, dù là TikTok Singapore không phải là đối tượng kiểm tra nhưng lại là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam nên phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Và đối với vấn đề này thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra các biện pháp xử lý, buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm. Cụ thể đó là gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp cải thiện hệ thống kiểm duyệt nội dung.
bổ sung việc tuân thủ pháp luật Việt Nam vào tiêu chuẩn cộng đồng, thông báo định kỳ đến tất cả các người dùng. Không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc là đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Phối hợp cung cấp thông tin để xác minh điều tra các hành vi vi phạm pháp luật trên TikTok. Xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng với nội dung, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Trong thời gian vừa qua, khi mà đoàn kiểm tra làm việc cũng như là sau đó, công ty TikTok của Singapore cũng như là hai đơn vị của TikTok tại Việt Nam thì cũng đã phối hợp rất là tốt với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu. Và sau này khi có nhận cái kết luận kiểm tra thì cũng đã có những cái điều chỉnh trước mắt và cam kết rằng sẽ khắc phục bằng văn bản gửi cho Bộ trong thời gian 30 ngày sắp tới. Chúng tôi đã nhiều lần nói rồi, trong trường hợp mà các nền tảng xuyên biên giới không chỉ có TikTok mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không phối hợp hoạt động theo các quy định pháp luật Việt Nam thì chắc chắn là những nền tảng đó sẽ không được chào đón, không được tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam. Tiếp tục với những tin tức quốc tế, ngày hôm qua Nhật Bản đã bắt đầu đợt 2 xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Trước đó thì Nhật Bản đã hoàn tất đợt xả thứ nhất trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Đợt 2 này thì dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 23 tháng 10 với tổng cộng là 7.800 tấn nước, tương đương với lượng nước đã xả trong đợt đầu. Theo như kế hoạch thì mỗi ngày xả khoảng 460 tấn. Từ đợt xả đầu tiên thì chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Fukushima và công ty điện lực Tokyo đã phân tích định kỳ lượng tritium trong nước biển và cá xung quanh nhà máy và không ghi nhận sự bất thường. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng đưa ra thông báo báo cáo chí khẳng định rằng nồng độ tritium trong đợt nước xả lần 2 là dưới ngưỡng giới hạn cho phép. Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền nam Syria vào ngày 5 tháng 10. Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã tham dự lễ tốt nghiệp ở học viện này và chỉ rời đi vài phút trước khi xảy ra vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Syria thông báo nhiều người dân thường và quân nhân đã thiệt mạng, đồng thời cáo buộc các nhóm khủng bố đứng sau vụ việc này. Thưa quý vị, hoa nhài không chỉ là một loài hoa có hương thơm nồng nàn tại Ấn Độ, mà loài hoa này còn là biểu tượng tình yêu trong Ấn Độ giáo. Hương thơm của hoa nhài cũng được các hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới sử dụng để điều chế ra những sản phẩm nước hoa từ cao cấp cho tới bình dân. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với thành phố Madurai, miền nam của Ấn Độ để tìm hiểu về hoa nhài, loài hoa có mặt ở khắp nơi để xem rằng là tại sao hoa nhài nơi đây lại được săn đón và được ví như là ngọc trắng. Hương thơm ngập tràn không khí khi những người thợ hái hoa đang thu hoạch những bông hoa nhài trắng. Những nụ hoa còn tươi sẽ được xử lý, trở thành loại nguyên liệu giá trị để chiết xuất các loại nước hoa trên khắp thế giới. Hoa nhài chỉ tỏa hương mạnh nhất khi nở vào ban đêm, nên các thợ hái hoa chỉ chọn lấy những bông hoa chưa hé. Chúng tôi đến lúc 6 giờ sáng và làm việc đến 1 giờ chiều. Tôi hái 2 hoặc 3 ký nụ hoa rồi về nhà. Mỗi thợ hái hoa được trả công khoảng 1,5 đô la Mỹ một ngày, tương đương 35.000 đồng cho khoảng từ 4 đến 5 kg hoa. Mỗi kg sẽ gồm khoảng 4.000 nụ hoa. Sau khi thu hoạch, hoa nhài sẽ nhanh chóng được đưa ra chợ và bán lẻ với mức giá dao động từ 200 cho đến 2.000 ruby, tương đương 60.000 cho đến 600.000 đồng cho mỗi kg. Các hãng nước hoa danh tiếng trên thế giới như Dior hay Guerlain thậm chí còn đến thu mua tại vườn. Hoa nhài Madurai có sự uyển chuyển và có gì đó hoa cỏ khác không thay thế được. Mùi hương ấy đậm, thơm ngát, nồng nàn. Vào mùa thu hoạch, nhà xưởng làm việc suốt ngày đêm. Các công nhân sàng lọc hoa mới hái và đợi những nụ hoa thuôn dài hé mở. Quá trình chiết xuất tinh dầu cần nhiều giờ đồng hồ. Dù hái vào thời điểm nào, bạn có thể yên tâm rằng hoa sẽ chỉ bắt đầu nở vào lúc 8 giờ tối. Và hiện những nụ hoa ở đây vẫn chưa nở. Ngay khi nụ bắt đầu bung nở thì sẽ được đưa vào máy để chiết xuất tinh dầu. Tối muộn, khi mùi hương ngào ngạt của hoa nhài tràn ngập khắp nhà máy, các công nhân sẽ nhặt các bông hoa nở và cho vào máy xử lý. Những bông nhài được nhúng vào dung môi để tạo ra một loại dịch chiết đặc quánh. Phần dịch chiết này sau đó sẽ được xử lý với cồn để loại bỏ phần sáp và thu về tinh dầu hoa nhài nguyên chất. Đây chính là nguyên liệu điều chế nước hoa.
Cứ khoảng 700 kg hoa nhài tươi thì chỉ chiết xuất được 1 kg tinh dầu nguyên chất, được các hãng nước hoa thu mua với giá khoảng 4.200 đô la Mỹ, tương đương 100 triệu đồng. Giống hoa nhài ở Madurai được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới gắn thẻ chỉ dẫn địa lý do có mùi hương đặc trưng. Và nếu đến Madurai, rất dễ bắt gặp những bông hoa trắng nhỏ nhắn tươi sáng ấy xuất hiện trong những ngôi nhà, trên mái tóc của những cô gái hay trong khu đền thờ thần Menaski, vệ thần của thành phố. Các nhà khoa học Nga mới đây đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới bằng ánh sáng, còn được gọi là phương pháp quang động, cho hiệu quả điều trị bệnh hơn 90% ở một số giai đoạn nhất định. Loại thuốc này đang bắt đầu được sản xuất tại Moscow. Theo chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư mang tên Blokhin thuộc Bộ Y tế Nga, bác sĩ Igor Bakrevnikov, loại thuốc mới này có thể được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ tiết niệu, đường hô hấp trên và da. Theo đó, ở một số giai đoạn nhất định của bệnh, hiệu quả của thuốc có thể đạt từ 90 đến 100%. Loại thuốc mới này được bệnh nhân dung nạp tốt và không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định cho bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin vốn rất hiếm ở Nga. Thị trưởng Sergei Sabinin đồng thời đã thông báo việc Moscow bắt đầu sản xuất thuốc điều trị ung thư bằng ánh sáng. Trong giai đoạn đầu của bệnh, phương pháp điều trị này có thể thay thế phẫu thuật. Thuốc được đưa vào bệnh nhân sẽ tích tụ tế bào ung thư, sau đó được kích hoạt bằng bức xạ laser hoặc đèn LED để phá hủy hoàn toàn khối u. Theo ông Sabinin, dự kiến sẽ có khoảng 40.000 lọ thuốc này được sản xuất mỗi năm. Theo Bộ Y tế Nga, hiện ở nước này có khoảng 4 triệu bệnh nhân ung thư. Cùng việc phát triển các liệu pháp điều trị, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư đã giảm 14% trong vòng một năm qua và tỷ lệ ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn đầu đã gia tăng lên tới 60%. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Theo các dự báo mới nhất thì bão số 4 sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam mà chủ yếu gây thời tiết xấu tại vùng biển Bắc Biển Đông. Về diễn biến cụ thể, dự báo trong 3 ngày tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng thành Tây Tây Nam và suy yếu nhanh từ cường độ cấp 11, cấp 12 của hiện tại thành một vùng áp thấp vào sáng ngày 9 tháng 10 tại phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Trên đất liền, thông tin đáng chú ý là đang có các sóng lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống nước ta. Từ chiều tối nay cho tới sáng mai, miền Bắc sẽ có mưa rào kèm theo dông. Các điểm mưa vừa mưa to tập trung tại trung du vùng núi. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 tới 50mm, có những điểm vượt 100mm. Cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất cục bộ tại các sườn đồi núi. Khi công chúng tự trang bị kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực thưởng thức. Khi giọng hát của nghệ sĩ được đưa lên bàn cân của công chúng. Rất là buồn khi mà những cái cố gắng của mình lại không thực sự được đền đáp đúng với những mình mong muốn. Đó là áp lực, cũng là động lực cho nghệ sĩ phát triển hơn. Những khán giả thì họ được quyền tự do làm tất cả những điều họ muốn. Nhưng giới hạn nằm ở đâu? Khi những câu chuyện đời tư cũng bị lôi vào cuộc nhận xét. Và chê theo trào lưu, chê theo đám đông liệu có khiến tui chột một tài năng? Chúng ta có quyền chê, nhưng chê sao cho chuẩn. Vâng, thưa quý vị, xưa nay thì trong giao tiếp, việc khen chê luôn là một chuyện hết sức tế nhị. Trong điều kiện lý tưởng thì mục đích cuối cùng của khen hoặc là chê nó đều là để động viên hoặc là giúp người khác nhìn ra những điểm thiếu sót của mình để rồi từ đó hoàn thiện mình hơn. Khen khó một thì chê còn khó gấp 10, nhất là việc buông lời chê bai ai đó trong lĩnh vực mà người đó coi là điểm mạnh của mình. Lúc này thì để thực sự thuyết phục, lời chê sẽ phải bao gồm những thông tin khách quan, cụ thể và có đủ sức nặng chuyên môn nữa. Việc nhận xét, đánh giá giọng hát của một người ca sĩ cũng như vậy. Để chê là tôi thấy anh chị hát chán lắm thì rõ là nghe nó đầy cảm xúc cá nhân rồi, nó chẳng thuyết phục tí nào cả. Để tăng thêm sức nặng, ít ra cũng phải nói được là tôi thấy anh chị hát chán lắm bởi vì ba chấm. Thưa quý vị, may mắn rằng trong thời đại mạng xã hội ngày nay, khán giả có thể điền vào dấu ba chấm đó để củng cố ý kiến khen chê một giọng hát nào đó bằng cách là bổ sung những thông tin từ những hội nhóm bình bán giọng hát như thế này. Lên trên các trang mạng xã hội hiện nay thì có thể dễ dàng bắt gặp các cộng đồng, các trang fanpage hay là các hội nhóm bình luận về giọng hát, về các sản phẩm âm nhạc của các người nghệ sĩ. Anh ca sĩ này thuộc loại giọng nào? Chị ca sĩ kia đang theo dòng nhạc ra sao? Ca sĩ lựa chọn bài hát liệu đã phù hợp với chất giọng của mình hay chưa? Ca sĩ hát thế nào mới là hay, mới khoe được kỹ thuật cá nhân của mình, vân vân. Chưa biết những thông tin chuyên môn âm nhạc được đưa ra khi nhận xét có độ chính xác đến đâu, chỉ biết rằng với số lượng người theo dõi những trang bình luận giọng hát này thì các nghệ sĩ cũng không khỏi giật mình
nếu như bị chê. Vâng, nếu những kiến thức âm nhạc đưa ra trong những hội nhóm này là đúng, thì một cách tích cực, họ đang góp phần làm cho năng lực thưởng thức âm nhạc của công chúng được nâng cao hơn. Thế nhưng điều đáng bàn là trong chính những hội nhóm ấy lại chẳng thiếu những bình luận, nơi mà những lời chê biến thành những lời công kích cá nhân hướng đến những người nghệ sĩ. Quý vị đang thấy ở đây là một trong số đó. Tôi xin phép không được đọc lên ở đây. Tất nhiên là những lời chê bai mang tính công kích như thế này thì khó có thể giúp ai tốt lên được. Nguyễn Thị Ngọc Hà hay Hà Miêu được biết đến là ca sĩ làm mới nghệ thuật hát sẩm đầy sắc điệu và mới mẻ trên sân khấu hiện đại. Nhưng cô gái Mường này hoàn toàn không phải là một ca nương nhí hấp thu những điệu sẩm từ nhỏ. Chính vì thế, khi ra mắt sản phẩm Sẩm Hà Nội, cô đã nhận về không ít những lời nhận xét tiêu cực. Khi mà Hà ra mắt sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm Sẩm Hà Nội, khi mà đọc đến cái bình luận tiêu cực thì mình rất là buồn. Hà đã khóc rất là nhiều, Hà đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ rằng là mình có nên tiếp tục cái con đường này hay không. Rất là buồn khi mà những cái cố gắng của mình lại không thực sự được đền đáp đúng với như mình mong muốn. Nhưng mà ở sau đó thì qua cái khoảng thời gian đầu tiên mà Hà tiếp nhận được những cái lời nhận xét đó và mình chọn lọc được trên tinh thần xây dựng và giúp cho mình hoàn thiện. Không chỉ có chê, đôi khi những lời khen cũng trở thành một áp lực với các nghệ sĩ. Khen nghệ sĩ này nhưng lại dùng phương pháp so sánh, thực chất là để hạ bệ một nghệ sĩ khác. Vậy thì liệu người được khen có thật sự cảm thấy thoải mái? Thì mình nghĩ rằng là nếu mà những đánh giá trên cơ sở kiến thức thì nó đều có ý nghĩa của nó. Bởi vì nghệ thuật, bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Nghệ sĩ phải được nói cái tôi của chính mình, cái tôi mà họ mong muốn nhất thì họ mới có thể phát triển được. Nghệ sĩ thì không thích điều đó lắm, nhưng khán giả thì họ được quyền tự do làm tất cả những điều họ muốn. Mình chỉ muốn nói ở đây rằng là những hội nhóm đấy thật sự tốt khi mà mang tính chất gợi mở, hay mang tính chất kể cả có chỉ trích cũng được, nhưng mà mang tính chất gọi là xây dựng. Thế còn những cái mà mang tính chất lăng mạ hay là xúc phạm thì mình nghĩ là nên có phương án để mà đào thải cái việc đấy ra. Thì Hà cũng được so sánh với rất là nhiều người và cũng bị so sánh với rất là nhiều người. Thì việc mọi người khen mình hơn người khác hay mọi người chê mình so sánh với những người khác thì nó là một cái điều mà Hà nghĩ là không phải riêng Hà đâu mà các bạn nghệ sĩ hiện nay đều gặp phải. Mỗi người sẽ có một cái cách đối diện với những cái bình luận đó khác nhau. Hà nghĩ rằng là mỗi người nghệ sĩ đều có một cái cá tính riêng của mình, nên Hà hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận, sẽ không đem ra để so sánh, bởi vì mọi sự so sánh đều rất là khập khiễng. Khen để cổ vũ những điều tốt, chê để hạn chế những cái chưa hoàn thiện. Nhưng mượn lời khen chê để vùi dập nghệ sĩ, biến những phê bình trở nên độc hại, thì lúc đó những lời nhận xét chỉ tạo ra những giá trị tiêu cực. Vâng, với những ai dễ buông lời chê bai thì hay ngụy biện rằng đấy là do tôi thẳng tính thôi, có gì thì nói đấy, chứ có ý gì đâu. Thì thưa quý vị, phải nói ngay rằng là thẳng tính là tuyệt vời, thế nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà làm đúng cách. Xin được có một ví dụ về cách chê như thế này. Quý vị có thể đã biết và có thể thích hoặc là không thích, thế nhưng không thể phủ nhận rằng là nó được dùng thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta như là một cách đưa ra lời chê một cách hợp lý nhất. Đó chính là quy tắc hamburger. 3 phần của chiếc bánh tượng trưng cho 3 bước đưa ra lời chê. Đầu tiên đó là phải khen đã, phải khen thật là chân thành để có được sự đồng tình. Tiếp tới mới là đưa ra lời chê về những điểm còn chưa tốt. Và khép lại là một lời động viên kèm theo gợi ý hướng giải quyết nếu có. Lý thuyết thì là như vậy, thế nhưng mà tất nhiên trong nhịp sống gấp gáp ngày nay, có mấy ai thực hiện được theo đúng trình tự 3 bước này. Trên mạng xã hội và với một chủ đề gợi nhiều cảm xúc như là âm nhạc thì lại càng khó thực hiện. Đôi khi Hà có cảm nhận là không hiểu biết. Cái sự không hiểu biết đó là nhiều khi là các bạn ấy còn nói sai về quãng giọng, về tem giọng. Ví dụ như giọng một bạn này là alto chẳng hạn thì các bạn vẫn nói là soprano. Thì Hà thấy rằng là các bạn ấy chả hiểu gì. Các bạn đang chứng tỏ cái tôi là chứng tỏ cái sự hiểu biết của mình. Nhưng mà những người thật sự người ta hiểu biết về lĩnh vực này thì người ta thấy mấy bạn này là mấy cái bạn không hiểu một cái gì. Nếu mà nói đúng về cái đời sống, phê bình văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng thì nó luôn luôn có những cái nguyên tắc của nó. Cái tính chất cao nhất đó là đóng góp được những cái điều tốt đẹp nhất cho cái nghệ thuật phát triển. Trong phê bình ấy là chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề, một cái hiện tượng, một tác phẩm, một dòng nhạc, một thể loại trong cái bối cảnh chung và từ đó đưa ra những cái nhận định. Nếu mà có cái xu hướng, có cái tác dụng mà mình nhìn thấy là nó ổn thì khuyến khích nghệ sĩ. Nếu mà thấy là nó không ổn thì cũng cảnh báo nghệ sĩ, nhưng mà cảnh báo một cách khách quan. Và đó chỉ là những nhận định. Thế nên là cái việc khen chê mọi người một cách cảm tính
khen quá mức và chê quá mức đều là những cái mà không phải nằm trong cái phạm trù của lý luận phê bình. Chúng ta hãy là những cái cá nhân mà mang lại những lời phê bình một cái tích cực, để cho tất cả những người nghệ sĩ, kể cả những người như Hà, dù đã thành danh, Hà rất muốn lắng nghe những lời phê bình đó, nhưng mà phải là những người thật sự để cho mình cảm thấy phục và cảm thấy rằng bạn ấy nói rất đúng và bạn ấy nói rất hay, và mình nếu không mình không tiếp xu thì mình sẽ thụt lùi. Vâng, với những người nghệ sĩ thì người ta vẫn nói đây là nghề làm dâu trăm họ, khen chê là điều đương nhiên, nó sẽ xuất hiện và nó sẽ luôn song hành cùng nhau. Chỉ có hiểu rõ và tin vào thế mạnh của bản thân mình thì mới là cách để tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi. Và nếu như người nghệ sĩ nào đó có đang đứng trước những lời chê bai của khán giả thì có lẽ nên nghĩ tích cực như thế này: khán giả còn chê là khán giả còn quan tâm đến mình. Và rằng thực ra đấy, trong thế giới âm nhạc này có biết bao nhiêu những người nghệ sĩ khác cũng bị chê rồi, và sau đó họ đang thành công rất rực rỡ đây thôi. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Tôi xin lỗi, nhưng giọng hát của cô ấy quá tệ. Blackpink chẳng có bản sắc gì cả. Đó là bình luận mà Blackpink, nhóm nhạc nữ số 1 Hàn Quốc hiện tại, nhận được khi ra mắt khán giả năm 2016. Hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng bằng sự nỗ lực chứng minh năng lực qua từng sản phẩm, Blackpink của hiện tại không chỉ sở hữu hàng loạt giải thưởng quốc tế, mà còn sở hữu một trong những tour diễn thành công nhất thế giới, thứ đã giúp họ trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có tour diễn cán mốc 100 triệu đô la Mỹ. Cảm giác là tất cả các tour diễn là nó đều là của ngày hôm nay, nó rất là đỉnh của chóp luôn ấy. Tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng để tôi dành thời gian và tiền bạc tới đây chiêm ngưỡng. Những màn trình diễn ấy đầy năng lượng, rất bùng nổ. Màn solo mà tôi ấn tượng nhất là của Jisoo. Âm nhạc thế giới trước đó cũng đã có không ít những nghệ sĩ thành công sau khi vươn lên từ những lời chê bai chỉ trích. Taylor Swift. Có ai thấy Taylor Swift không thể hát không? Nhưng kết quả là nữ ca sĩ đã trình diễn 44 ca khúc liên tục trong show diễn Era Tour của mình. Hay Madonna từng bị chỉ trích về màn trình diễn tại Eurovision. Miley Cyrus bị nhận xét giọng hát giống đàn ông. Họ đều là những nghệ sĩ từng trải qua cảm giác tồi tệ đó. Tại Việt Nam, những lời chê bai giọng hát, phong cách trình diễn cũng hướng tới không ít nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh khi ra mắt sản phẩm Vợ Người Ta, hay những chỉ trích hướng tới phong cách biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương. Nhưng bằng thực lực, hiện tại họ đều là những nghệ sĩ đã chứng minh được tài năng và có được một vị trí vững chắc trong lòng khán giả.